Chiều ngày 7 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông đang làm rõ sự cố 3 ô tô va chạm trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ Ninh Bình, đoạn qua huyện Thường Tín, Hà Nội. Cụ thể, khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, 3 chiếc ô tô gồm một xe cứu thương biển xanh Hà Nam, một xe con biển Nam Định và một xe bồn chở xăng biển số Hà Nội di chuyển trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ Ninh Bình theo hướng Hà Nội Ninh Bình. Khi đến đoạn dưới gầm cầu vượt Thường Tín thuộc địa phận xã Liên Phương, huyện Thường Tín đã bất ngờ xảy ra va chạm. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người nhưng khiến 3 xe hư hỏng, trong đó xe cứu thương bị nát phần đầu lẫn đuôi xe. Giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng trên tuyến đã có mặt để bảo vệ hiện trường làm rõ vụ việc, đồng thời phân luồng các phương tiện. Trên xe cứu thương có 3 người. Ngoài lái xe, 2 người còn lại được lực lượng chức năng điều xe cứu thương khác đưa về Hà Nam.